turn up. Hold up. Sao mà không thấy bóng ma nữa vậy nè? Alo, MC em Thanh ánh sáng gì đâu hết rồi. Vâng, và chào mừng các bạn. Cái gì vậy? Lên chương trình gây hài của Heavy là. Cái gì vậy? Lên hình chưa mà vừa ăn vừa nói cái thằng này. Dạ tại chưa kịp ăn sáng mà chị khói quá ăn vô đây luôn. Đi ra ngoài ăn xong rồi vô đây, nhanh lên. Ok. Cái gì? A few moments later. Hey yo, tao là ai? Đâu là đây? Chào mừng các bạn đến với chương trình thân hai của Heavy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra người đang hai nhất Gummy House và người nào mà làm cho chị lai mê. Ở đây cười trong vòng 60 giây thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. À, cái thằng em mượn nó theo để tạo hiệu ứng cho chương trình ấy mà. Đâu? Đang dịch chị ơi, làm gì có ai đi xem mình ở đâu. Cũng không có dạy chân lắm. Thôi, cho mời chương trình đầu tiên đó là Forfan. Big Oliver Trump, người ta có tên là Big City Space Pictures in the house, make some motherfucking noise. Dạ em đau bụng quá, em quên chưa báo cho chị. Em sẽ cố gắng nhanh nhất có thể nha chị. Dạ em đang vào đây chị. Chào em. Dạ em chào chị. Ủa hồi nãy ở ngoài kia có ai mới chọc em hả? Gì vậy má? Dạ đâu, em chỉ mặt em nó lòi tí thôi chứ. Em sướng. Đóng mà giả trai là được. Thử nha. Dạ. Em cười thử đi. 1, 2, 3 cười. Quá. Rồi, 1, 2, 3 bình được. Mặt nó căng quá, không có cảm xúc gì chơi vậy. Cái cảm xúc con này nó kỳ vậy. Em đẹp đi em. À thôi, em giới thiệu về mình đi, chàng trai có gương mặt mất sổ gạo. Em tên là Lò Văn Phen, thì hiện tại là em đang là... giang hồ. Cái gì? Giang hồ hả? Không, em đúng rồi, em chỉ là giang hồ bác phá. Chứ không biết em là người lương thiện. Những giang hồ không có đi làm. Đúng rồi, thì em chọn nghề nghiệp cũng đúng với gương mặt của mình rồi đó. Thực hiện phần thi của mình đi em. Dạ thi luôn chị. Thi luôn. Dạ được. Chị trên 60 giây nhá. Ok. 60 giây bắt đầu. Vô đi. Khi mà giám khảo thì ngày qua tôi đoán có tham gia một giải đấu của Free Fire. Thì mọi thứ đang diễn ra hết sức là suôn sẻ cho đến trận cuối cùng để đội em lấy có thể lấy chức vô địch. Hôm nay chưa có cười. Thì trong trận đấu đấy thì chỉ còn có em với lại là thằng kia thôi. Đúng rồi, thằng kia thôi. Tự dưng em lại ra một ý kiến, đó chính là lấy mẹ xe díp phim thẳng vào bò. Đừng có lấy thằng ngồi trong bò kia luôn. Hốt thì chưa hốt cười. Thì lúc mà em lấy cái xe díp em bảo thằng đội em lên xe. Nhưng mà nó lại ngu quá không lấy xe im được. Nó lấy xe im được. Thì em tức quá em bỏ nhẹ nó ngoài bò luôn. Em phi thẳng vào em lưu hai đội kia. Đó, em vừa đi em vừa nhìn lại thấy một đội đằng sau mình trông một người vãi lìn lại được chị ạ. Đó, thì sau khi em vào bo rồi và em chích nhẹ vào bo rồi, em đâm mấy thằng cho bo kia nhưng mà em lại bị chết. Trời sao lâu cười quá vậy. Thế là em mất chức vô địch luôn. Nhưng mà nhìn lại cái lúc mà em trong một người bo ấy, trời ơi, thằng ấy nhìn nó cười cái gì á. Nhìn nó cười gì đó, trời ơi, chị nghĩ nó có mắc cười không? Sao chị không cười gì hết vậy? À để em lấy video cho chị xem nhớ. Không, 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 không,
đó, đó đoạn đất đó, đoạn mà em bỏ thì đôi em mới bỏ đó. Giờ rồi em ha, hết giờ ha. Thì gì cũng thua cuộc rồi. Thì chị nghĩ là em khá là uy tín đó. Nên là chị có một câu hát của Hiền Hồ xin được tặng em. Câu gì chị? Rồi về mỗi chữ riêng mình lên thêm chữ vô nha. Vô gì? Thì chị có một món quà muốn tặng em. Dạ. Có một món quà muốn tặng em. Cái gì vậy? Hey. À đây. Món quà chị muốn tặng em đó chính là một bình muối. Ê, nó nghe là. Rồi, xin mời em về cho. Ui, nghe. Rồi, thí sinh tiếp theo, Kiên 74. Ui. Trời ơi, bán giảm sao đó. Để có bài Sài Gòn không ấy? Để bài chỗ chí mà kể ai IP không ấy? Bài đại cần đại bỏng bà lợi, thạp bà đón tà ơi. Bạn có thể giới thiệu lại lần nữa được không? Thì tôi hỏi đấy bài kể ai IP không? Và tôi đề từ đấy để xí ấy. No. Máu nó không nuôi não nữa đâu thiệt á. Nó bảo đây có phải là heavy không? Đến đây để thi. Đúng. À đúng rồi. Em thông cảm nha, tại vì lỗ tai của chị nó cũng hơi có vấn đề á. Em giới thiệu về mình đi ha. Em giới thiệu xong cái chị có thể đi với lại lấy lỗ tai nhá. Thế em tên là Văn Phương Kiến, em là công ty mời tới đây để thi. Em máy cứ ngoan ở đây bố đấy để thi. Bà đặt mấy nọt bưng, mấy nạc, mấy nạc, mấy nạc, thọc nà, bổn nà, sọc cái tim. Chị hiểu chị không? Em nói chị phải hiểu cho chị khán giả để chị được hề. Mày mổ đầu mày nói dạ giờ cho được mày. Nó bảo nó đến đây để thi và kiếm tiền về nuôi gì đó. Nghe câu chuyện mà mình rối loạn tiền đình luôn thiệt á. Thi đi em. Thi luôn. Phần thi em bắt đầu. Thi luôn em. Gì vậy má? 60 giây bắt đầu, em đã sẵn sàng chưa? Thằng sao em để đây để thi hạt nhá. Ok em hát đi thôi. Để em một xíu. Bây giờ thì em đã sẵn sàng cái phần thi của mình chưa? Anh sẵn sàng. 60 giây bắt đầu. Không cần 60 giây đâu anh ơi. Anh đối diện với khán giả này, giám khảo này. Chỉ cần 30 giây thôi. Là làm cái gì cái cười chứ không chó luôn. Chỉ cần thân nhá. Vô này. Vô, sao nào? Cười nó đi. Để chứ, cứ cái làm cũng cười nó đi. Ok, vậy là thí sinh Kiên 74 đã xuất sắc giành được 5.000 kim cương đầu tiên. Kiên 74 nói thì tôi có mà ơi. Tốn nhiều. Nè em biết sao chị cười không? Ủa, tôi không biết. Bởi vì cái nói chị không hiểu nên là tự nhiên cơn cười nó tới đó em. Chắc là sau đi tôi sẽ làm hết đến 2 nói không ai hiểu ấy. Hiểu. Bây giờ bạn có muốn tiếp hay không? Có, trời ơi. Ok, 60 giây bắt đầu. Ok, sau đây là phần thi tiếp theo. Túi sẽ đạp cho hai anh chị nghe này. Go. Lên này. Ok luôn. Nếu như trên đời không có tình yêu thì những mặt trắng không có tên sáng thì những cái đấy không cần cái lạc tên sáng. Mình cười là tên người là số 2 đó không biết tình yêu. Cười là tên. Túi sẽ đạp là cười là tên. Kiên ơi, hiện tại thì bạn đang có cơ hội rất lớn để giành phần quà cao nhất. Bạn có muốn thi tiếp hay không? Thì vâng, bây giờ thì tôi cũng chưa thi hết khả năng của mình đấy. Tôi muốn thi tiếp để chinh phục các giải cao hơn. Em cho tôi thi tiếp đi. Kiên 74 đang rất tự tin với phần thi của mình. Cứng cỏi lắm. Ok, vậy là bạn đã sẵn sàng rồi đúng không? Bắt đầu nha bạn ơi. What the hell? Cái gì vậy? Ủa em ơi, đang thi ngon đi đâu vậy em? Tụi mày cái gì vậy? 1 hour later. Trời đất ơi. Xong rồi em, xong rồi. Hết giờ rồi còn đâu nữa em.
Trời ơi, đang thi mà em đi đâu vậy? Được rồi. Được thì tiến đưa đi không con? Con phải chỉ quan trọng khi tôi đang buồn y hết đấy. Cái điều đó không quan trọng. Trời ơi, tiếc quá anh. Tiếc ghê, là đang còn chứ nữa là được 50 ngàn kim cương rồi. Thôi. Chúc em may mắn là sao nhá. Chúc em may mắn là sao. Baby, I don't understand this. You change and I can't stand it. Quay cái con kia tiếp đây. Còn bạn không chị ơi. Ok, vậy xin mời thí sinh cuối cùng, Loke. Hello mấy cực. Một mình em chắc. Ngại đó em. Nhưng mà hình như hình ảnh này chị thấy ở đâu rồi đó nha. Dạ trong hài của chú Chí Tài với chú Hoài Linh đó hả. Em ơi hai người nó lắm. Trời ơi thủ trưởng mà em phanh cuồng. Trời ơi hẹn gì thấy quen má ơi. Thôi đi chị bé. Gì vậy má? Dạ chị trước khi thi á em muốn mời chị Na lên làm trợ giảng cho em được không mẹ? Được chứ em. Cực kỳ đau đớn. Cảm ơn. Ok, lo xong. Em còn 60 giây để thể hiện. 60 giây bắt đầu. Dạ rồi, giờ chị Na làm giáo quan phúc nhìn em cái được không ạ? Mình cũng lấy hả? Thôi đâu được em, làm gì vậy? Diễn cái gì bây giờ chị là người nổi tiếng, chị là giám khảo rồi, chị mặc đẹp, đẻ gì thôi kìa, em kêu chị nằm đó. Tao thấy mày một lần nữa rồi tao chẻ cái đầu mà ra làm tư đó. Chị nói cũng được. Đó chị làm bộ tay cái vụ chị ha. Rồi làm cái chị nè. Rồi 1 2 3 ngủ nha. Rồi 1 2 3 ngủ nha. Hả? Rồi. Ôi trời sáng rồi. Dậy đi Na ơi. Na ơi dậy đi. Đặt cái dụng nào. Gì vậy má? 1 2 con phải nè. Đúng rồi. Rồi 3 con phải nè. Rồi lắc không đi. Rồi đúng rồi. Loke, em chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo nha. Dạ. Mày đi ngoan mày, đừng có nói cái mặt mẹ con. Ôi trời. Mày đừng có gian hồ. Dạ. Em sẽ rút kinh nghiệm lần này, em sẽ thi bằng chính thực lực của mình nè. Xin lỗi à. Thi nhanh. Ok, 60 giây bắt đầu. Okay. What's he say? No more monkey. No monkey. Okay. Okay. Rất sẵn sàng rồi, anh em mình cười. Và câu hỏi tiếp theo của em là 10.000 kim cương. Rồi, anh diễn quá. Rất sẵn sàng, rất sẵn sàng. Dạ, cảm ơn anh diễn quá. Chị thấy mình nhờ trình diễn này cũng được đó. Vậy là Loke đã xuất sắc vượt qua hai vòng thi. Bây giờ em cũng muốn thi tiếp hay không? Dạ em xin dừng lại cùng chơi thầy ạ. Tại sao? Dạ tại vì tiền đối với em cũng có thiếu. Mấy cái đồng bạc lẻ cũng gì á. Em vô đây thi làm cái gì á? Dạ em lấy tiền để em làm từ thiện thôi. Đó em để mua kim cương. Mua cái gì? Mua kim cho mấy đứa hàng xóm. Mấy đứa bé nó không có tiền mua skin á, đem cho cửa mua skin. Em đi lạnh quá ha. Em vậy á. Bây giờ em vừa cũng chơi phải không? Dạ em vừa cũng chơi. Cảm ơn em nha, chơi giải đó.
Ok, bây giờ thì mình sẽ trao giải cho Loke. Đây. Cảm ơn em đã tham gia chương trình. Bây giờ mình sẽ dùng sao? Dùng được. Xong rồi, đi đi em. Rồi, chụp thí sinh tiếp theo rồi đem. Ờ, nói với chị là có lẽ thành cuối cùng rồi mà. Chết mẹ. Người ta đưa tiền cho chị để chị làm chương trình. Bây giờ không đủ thí sinh thì sao chị ăn tiền? À không, không đủ thí sinh thì sao làm chương trình được đúng không? Nhưng mà cái chất lượng thí sinh mùa này kém quá, em biết làm sao giờ. Thôi, bây giờ vậy đi. Mày ra mày đăng tuyển cách được hai chị. Nani? Mà lần này á mày phải làm quy mô tầm cỡ quốc tế ra. Go! Mày đăng tuyển khắp thế giới được luôn. Ok, em đi chuẩn bị làm liền nhé. Ừ, vậy đi. Ok thì các bạn ơi, mình sẽ làm phần 2 của chương trình Cây Hài Heavy này. Nếu mà bạn muốn xem phần 2 thì nhớ để lại cho mình một like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký nha. Bây giờ thì bye bye mọi người. Kết thúc phần 1 đây. Bye bye.